Xin chào các bạn, Thuận mới vừa đọc cái bài viết ở trên Cointelegraph uh, chia sẻ cách đây 4 tiếng đồng hồ và thường lại có thêm một số điều à, uh, muốn chia sẻ với các bạn thì ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt các bạn có đã biết là ngày kỷ niệm white paper của uh, Bitcoin uh, white paper Bitcoin đã ra đời vào ngày 31 tây tháng 10 năm 2008 thì đã 12 năm rồi chưa đời đời đã chia sẻ với các bạn trong cái video Thuận mới vừa đăng uh, là những bạn nào mà chưa có đọc cái Bitcoin White Paper thì cũng nên dành thời gian để mà đọc Tại vì cái Bitcoin White Paper này rất là ngắn, chỉ có 9 trang mà thôi Và các bạn có thể Google tìm kiếm phiên bản tiếng Việt Thì có rất nhiều những người đã dịch ra cái phiên bản tiếng Việt Để các bạn có thể dễ dàng đọc và hiểu là Bitcoin White Paper này Trong đó để những gì Và mỗi năm đến ngày Halloween, đến ngày kỷ niệm Bitcoin White Paper Thì chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu những cái thông tin thú vị cũng như là những cái điều nghịch lý liên quan tới Bitcoin trong vòng 12 năm qua thì năm nay cũng không ngoại lệ trước đây những năm trước đây thường cô đã từng dành thời gian để mà làm những cái thông tin tương tự chia sẻ với các bạn thì về mặt giá cả thì các bạn thấy được là mỗi năm đến ngày Halloween thì chúng ta tính cái giá của Bitcoin ngày Halloween của mỗi năm bắt đầu từ năm 2013 thì về mặt giá cả thì các bạn thấy được là cái sự tiến triển rất là nhiều chúng ta nhìn vào cái tài liệu mà mình thường đã chia sẻ ở trên Facebook và Twitter thì các bạn thấy được là từ năm 2013 thì ngày Halloween giá Bitcoin lúc đó là 204 đô, 2014 là 338 đô, 2015 là 314 đô, 2016 là 700 đô, 2017 là 6.468 đô, 2018 là 6.317 đô, 2019 là 9.199 đô và ngày hôm nay 2020 trong cái ngày Halloween Bitcoin đã chạm cái mức là 14.000 đô Tuy nhiên các bạn thấy được là Bitcoin hầu như đã bị trả trở về Bây giờ vẫn muốn tiếp tục thử lại cái mức 14.000 đô một lần nữa Vẫn xây quanh cái mức là 13.700 đô trong dòng mấy tới đồng hồ vừa qua Đây đương nhiên là một cái dấu hiệu rất là tốt về mặt giá cả của BTC Thì các bạn nghĩ là Bitcoin năm 2021 ngày Halloween là giá sẽ là bao nhiêu Thì hãy comment ở phía dưới cái video này Hay là các bạn có thể để lại comment trên những cái mạng xã hội Những bạn nào mà chưa theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội Thì cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin liên quan đến mạng xã hội của Thuận Capital như là Facebook, Twitter và Telegram thì trở lại các bạn thấy được là về mặt giá cả thì các bạn thấy là trong vòng 12 năm qua thì tăng trưởng đương nhiên là rất là vượt trội Bitcoin, white paper chỉ có 9 trang mà thôi và cái khái niệm đó đã phát triển 12 năm liên tục Bitcoin không có người dẫn đầu, cũng không có công ty Bitcoin và cũng không có một đơn vị chính thức nào đứng lên của Bitcoin nhưng mà cho đến ngày hôm nay Bitcoin vẫn tiếp tục phát triển như là một cái mạng lưới phi tập trung Và giá cả từ không mà bây giờ các bạn thấy được đã lên tới cái mức là 14.000 đô Tôi nghĩ là nếu các bạn hỏi những cái người mà đã tham gia những ngày đầu tiên trước đây khi mà Bitcoin còn là mấy đô Thậm chí là lúc Bitcoin là 1.000 đô thì không ai có thể dám mơ là chúng ta có một ngày nào đó Thấy được Bitcoin chạm mức 14.000 đô Thì bây giờ các bạn thấy được Bitcoin chạm mức 14.000 đô và chỉ cần là bị trả gì một chút thôi thì nhiều bạn đã la làng nói là Bitcoin tại sao lại đi xuống như vậy Trong khi mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào lịch sử của btc thì nhìn dài hạn hơn thì các bạn thấy được là đầu tư bitcoin dài hạn cho đến ngày hôm nay là một cái sự lựa chọn rất là tốt các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái loại tài sản khác trên thị trường bây giờ như là bất động sản như là vàng thì các bạn nghĩ đi từ năm 2013 cho đến bây giờ trong vòng 7 năm qua thì có bao nhiêu loại tài sản có thể sánh ngang hàng với Bitcoin về cái sự tăng trưởng của mặt giá cả cộng với đó nữa các bạn cũng đã thấy là cái cộng đồng của Bitcoin thì, thì tăng trưởng liên tục cộng đồng Bitcoin ngày lại càng lớn mạnh hơn càng ngày lại càng có cái sự hỗ trợ của nhiều loại người khác nhau và các bạn thấy được là chúng ta có những nhà đầu tư riêng lẻ như thuộc về các bạn chúng ta có những công ty lớn bây giờ đã tham gia vào chúng ta thậm chí nghe nói tới ngân hàng trung ương như là chúng ta nói tới cái video thường đăng ngày hôm qua liên quan tới ngân hàng trung ương của iran thì cũng muốn mua và lưu trữ bitcoin cho nên bây giờ bitcoin về mặt là ai đang lưu trữ ai đang đầu tư thì rất là đa dạng không giống như là trước đây nữa cho nên cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn cái nền tảng của bitcoin về việc là bitcoin có thể trở thành một cái phần của thuyền tài chính truyền thống thì càng ngày càng vững chắc hơn nhưng mà đây cũng là một trong những cái điều mà nghịch lý khi chúng ta nói tới bitcoin tại vì sao tại vì các bạn thấy được là bitcoin một số những cái điều mà thú vị mà có thể nhiều bạn cũng đã biết thứ nhất là cái người ẩn danh là Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin để đưa ra cái white paper này Thì cái ngày mà đưa ra Bitcoin white paper là ngày Halloween ngày 31 tây tháng 10 năm 2008 Thì nhiều người bây giờ nghĩ là có phải đây là một cái sự trùng hợp hay là là cố tình Tại vì Satoshi Nakamoto các bạn cũng đã biết là một người ẩn danh Bây giờ chúng ta cũng không biết được là đây là một người hay là một nhóm nào đó Và ngay cả cái lý lịch của Satoshi Nakamoto cũng có rất nhiều bí ẩn Mình thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa Nhiều người thì cho là Satoshi Nakamoto cố tình chọn ngày lễ Halloween để mà đưa ra cái Bitcoin không white paper tại vì Satoshi Nakamoto cũng như là một bóng ma gì không ai biết được Satoshi Nakamoto là ai. Đây là một cái giả thuyết mà được đưa ra và nhiều bạn cũng đã biết là Bitcoin ra đời trong một cái thời kỳ rất là đen tối ở trong cái lịch sử của tài chính. Các bạn thấy được là thời kỳ đó chính là năm 2008 khi mà cái sự sụp đổ của thị trường tín dụng liên quan đến bất động sản xảy ra. Thì như bạn có nói biết là Thuận làm việc trong ngành tài chính và lúc mà Thuận tốt nghiệp năm 2008, tốt nghiệp cái bằng cử nhân trước khi mà Thuận đi học bằng thạc sĩ, Thuận học bằng thạc sĩ từ năm 2008 tới 2010. Thì 2008 khi mình thường tốt nghiệp bằng cử nhân tài chính thì lúc đó là các bạn anh thấy được là thượng đã bắt đầu cái sự nghiệp của mình trong ngành tài chính và bắt đầu học để lấy những cái chứng chỉ như là Series 6, Series 7 như mà nào mà ở Hoa Kỳ thì cũng đã biết đây là những cái chứng chỉ liên quan đến chứng khoán. Thì ngày mà thượng bắt đầu trong thị trường chứng khoán đó chính là ngày 7 tây tháng 7 năm 2008 sau cái ngày lễ Lại 4 cho nên hôm nay nhớ rất là kỹ. Và các bạn thấy được là thượng đi làm ngành chứng khoán trong vòng chỉ có vài tháng thôi thì chúng ta đã nghe nói từ những cái thông tin như là Lehman Brothers đã sụp đổ thời điểm đó là một cái ngân hàng rất là lớn mà có lịch sử cả trăm năm mà có thể sụp đổ trong thời gian chỉ có vài ngày mà thôi. Thì khi mình nói có sự sụp đổ là đã bắt đầu trước đó rất là lâu nhưng mà mọi người thì hầu như là không có biết đến những thông tin này cho đến khi mà cái thông tin là ngân hàng Lehman Brothers đưa ra cái thông báo là sẽ khai phá sản khiến cho thị trường tài chính trao đảo và đó là cái sự bắt đầu của cái sự xuống giá trầm trầm của năm 2008 và nói thật với các bạn lúc đó thường chỉ mới bắt đầu vào nghề mà thôi cho nên cũng không có rõ là Lehman Brothers sẽ quan trọng như thế nào nhìn lại thì mới hiểu được là cái tầm quan trọng của Lehman Brothers như thế nào và dẫn đến cái sự sụp đổ của năm 2008 thì Bitcoin ra đời sau cái sự sụp đổ của năm 2008 thì bạn cũng đã thấy là ngay cả cái channel block của Bitcoin nghĩa là cái block đầu tiên thì đã có một cái thông điệp trên đó và cái thông điệp trên đó là gì? Các bạn thấy được thông điệp trên đó để là The Times January 3 2009 Chandler on the brink of second bailout for banks các bạn thấy được đây là cái thông tin mà để lại trên cái lốc đầu tiên của Bitcoin có nghĩa là sao có nghĩa là đây là cái dấu ấn của Bitcoin ra đời cái lốc đầu tiên ngày 3 tây tháng 1 năm 2009 và trên cái tờ báo The Times để là thủ tướng chuẩn bị đưa ra một cái gói hỗ trợ cứu vớt những nhà băng lần thứ hai cái này là đương nhiên là sau khi mà khủng hoảng tài chính xảy ra năm 2008 cho các bạn thấy được là cái sự ra đời của bitcoin là muốn cho mọi người có một cái sự chọn lựa khác ngoài việc là các bạn phải dựa vào ngân hàng dựa vào chính phủ thì bitcoin muốn đưa ra một cái loại tiền tệ để cho mọi người có thêm một cái sự lựa chọn và các bạn thấy được là cái sự bắt nguồn của bitcoin là từ một cái group gọi là cyberpunk thì đây là một cái group một cái nhóm người mà có cái ý tưởng là tạo ra một cái gì đó để có thể là tránh khỏi cái sự quản lý của chính phủ tránh lại cái sự chung đụng của đời trường tài chính là một cái gì đó hoàn toàn riêng biệt để cho những cái này có thể sử dụng được các bạn thấy được là đây là cái nghĩ ban đầu nhưng mà cái điều nghịch lý ở đây các bạn thấy được là trong vòng 12 năm qua thì chuyện đã xảy ra càng ngày thì các bạn thấy được là Bitcoin đã hoàn toàn hầu như là đi về cái xu hướng hoàn toàn ngược lại với lại cái tiêu chỉ ban đầu tại vì sao tại vì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ thì nghe nói tới Bitcoin thì nhiều bạn nghĩ đến là gì nhiều bạn nghĩ đến là Bitcoin bây giờ các bạn có thể là mua Bitcoin trên nhiều sàn được các bạn có thể là có những cái loại công cụ tài chính như là option, như là future hợp đồng tương lai. Các bạn có thể nghĩ tới Bitcoin là một cái loại tài sản mà các bạn có thể là đầu tư lưu trữ lâu dài. Các bạn nghĩ tới là Bitcoin bây giờ là có nhiều công ty đứng sau lưng ủng hộ, có nhiều ngân hàng bây giờ là hỗ trợ Bitcoin. Có nhiều chính phủ bây giờ đang rất quan tâm đến Bitcoin. Các bạn thấy được là Bitcoin càng ngày lại càng trở thành một cái phần của thị trường tài chính một cái phần của hệ thống ngân hàng mà các bạn thấy được là đầu tiên hết bitcoin ra đời là để làm gì để đánh sập cái hệ thống đó để trở thành một cái gì đó hoàn toàn riêng biệt mà không có dính chung với lại chính phủ dính chung với lại ngân hàng nhưng mà bây giờ hoàn toàn đã ngược lại đây là một cái điều mà thường cảm thấy là rất là thú vị khi chúng ta nói tới cái sự tiến triển của bitcoin các bạn thấy được là bitcoin white people ra đời nhưng mà vì cái mạng lưới của bitcoin rất là phi tập trung ai cũng muốn tham gia được các bạn thấy là các bạn có thể là mua bitcoin di chuyển bitcoin mà không ai có thể cấm được và thậm chí các bạn có thể tham gia vào đào bitcoin cũng không ai có thể cấm các bạn là tham gia vào đào bitcoin hết thì đương nhiên càng ngày sẽ càng có nhiều cái loại người tham gia vào thị trường bitcoin này chúng ta có những cái người mà rất là có cái suy nghĩ là chúng ta không nên dựa vào ngân hàng chúng ta không nên lưu trữ những cái loại tài sản truyền thống mà chúng ta cần phải lưu trữ những loại tài sản khác như là Bitcoin, như là vàng, như là Robert Kiyosaki hay là các bạn lại có những người cũng ủng hộ Bitcoin nhưng mà lại có cái suy nghĩ hoàn toàn khác như là Mike Novoratz thì nghĩ là Bitcoin có tương lai thì Bitcoin phải trở thành một cái phần của thị trường tài chính nói chung cho nên các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ rất là đa dạng chúng ta có những người như là Mike Novoratz rất là ủng hộ Bitcoin trở thành một phần của thị trường tài chính truyền thống Chúng ta lại có những người như là Robert Kiyosaki lại nghĩ Bitcoin là một cái loại tài sản, là một cái sự lựa chọn khác có thể chống lại cái sự đổ của thị trường tài chính truyền thống đây là hai bên có hai suy nghĩ khác nhau cũng có một cái suy nghĩ chung đó chính là ủng hộ thị trường bitcoin cho nên các bạn thấy được là bitcoin bây giờ đã rất là khác ngày xưa nhưng mà cái nào đúng cái nào sai có thể nhiều bạn nói là bitcoin như vậy thì đã hoàn toàn thất bại tại vì đã không có đạt được cái ý nghĩa ban đầu là trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác biệt với lại thị trường tài chính truyền thống nhưng mà nói đi phải nói lại các bạn phải thấy là bitcoin là một cái hệ thống mở ai cũng có thể tham gia được đây chính là cái bản chất của bitcoin đây cũng chính là lý do tại sao bitcoin ra đời trở thành một cái hệ thống ngang hàng ai cũng có thể tham gia vào thì ai mới có quyền nói bitcoin là gì các bạn thấy được là ai có quyền nói bitcoin là một cái loại tài sản mà không nên dính dáng với thị trường tài chính nói chung hay là ai có quyền nói bitcoin cần phải là một cái loại tài sản trong thị trường tài chính nói chung thì mới phát triển được các bạn thấy được là ai cũng có thể đưa ra cái quy định cá nhân cái điều thú vị của Bitcoin đó chính là bất cứ ai có suy nghĩ như thế nào mọi người đều có thể là tự PR về Bitcoin là gì cho bản thân của người đó không ai cấm các bạn hết một số điều thú vị khác nữa là các bạn thấy được là cái ngày sinh của Satoshi Nakamoto để trên mạng là ngày 5 tây tháng 4 năm 1975 thì nhiều người nói là đây là một cái sự trùng hợp hay là cố tình tại vì ngày 5 tây tháng 4 năm 1933 đó chính là lúc mà tổng thống Franklin Roosevelt ký cái sắc lệnh 6102 không có cho người Hoa Kỳ tiếp tục lưu trữ vàng và đây là một cái xác lệnh mà làm cho cái sự khó khăn lưu trữ vàng của người Hoa Kỳ và cái ngày đó là ngày 5 tây tháng 4 cũng là cái ngày mà Satoshi Nakamoto để là ngày sinh của mình ngày 5 tây tháng 4 năm 1975 và kế đó nữa các bạn thấy được là sau đó thì tổng thống General Ford đã bãi bỏ cái lệnh đó vào năm 1974 ngày 31 tây tháng 12 cho nên năm 1975 là cái năm đầu tiên mà người Hoa Kỳ có thể là hợp pháp tiếp tục mua và lưu trữ vàng và năm 1975 là năm nào? Năm 1975 đó chính là cái năm mà Satoshi để là năm sinh của mình. Có nghĩa là nhiều người cho đây không phải là một sự trùng hợp mà đây là một cái điều gì đó là cố tình là Satoshi để cái hai cái ngày này tại vì cái ngày thì trùng với lại cái ngày mà người Hoa Kỳ không thể tiếp tục lưu trữ vàng và năm 1975 là cái năm đầu tiên người Hoa Kỳ có thể tiếp tục lưu trữ vàng có được cái quyền lợi là tự lưu trữ một cái loại tài sản nào đó thì Bitcoin cũng là tương tự khi mà thấy được Bitcoin là một cái loại tài sản mà, mà có thể lưu trữ mà không có bị cái sự lạm phát của chính phủ ngân hàng trung ương thì đây là những cái thông tin tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái ngày kỷ niệm 12 năm của Bitcoin White Paper Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới Còn về Bitcoin là gì thì các bạn hãy comment ở phía dưới Đối với các bạn Bitcoin là một công cụ đầu tư tài chính Hay là Bitcoin là một cái sự lựa chọn để chống lạm phát Hay là Bitcoin là một cái loại tài sản mà các bạn lưu trữ như là vàng Thì các bạn hãy comment ở phía dưới Đối với Thuận thì thật ra mà nói là cái suy nghĩ của Thuận liên quan tới Bitcoin thì cũng đã thay đổi theo năm Nhưng mà nào mà xem những cái video đầu tiên của Thuận cách Cái tay là hơn 3 năm liên quan tới thị trường crypto này thì các bạn cũng đã thấy là cái cái suy nghĩ của thần lúc đó khác bây giờ lúc đó thì cái cơn lửa liên quan tới là chúng ta cần phải ủng hộ một cái loại tài sản một cái loại tiền tệ mà không bị quản lý bởi chính phủ trung ương chúng ta cần phải đứng sau lưng cái thông điệp đó để mà thúc đẩy sự phát triển của thị trường này nhưng mà bây giờ cái suy nghĩ của thần lại khác hơn đó chính là chúng ta cần phải có cả hai chúng ta cần phải có cái sự ủng hộ của ngân hàng ương cũng như là chính phủ đối với thị trường Bitcoin và Bitcoin cũng có thể là tiếp tục trở thành một cái mạng lý phi tập trung. Nếu như mà các bạn chỉ chọn một trong hai, các bạn muốn là Bitcoin là không ai đụng đến được, Bitcoin là một cái loại tài sản mà các bạn không muốn dính dáng đến, đến chính phủ thì Bitcoin sẽ không thể phát triển được. Mà Bitcoin phát triển được thì Bitcoin mới có thể là trở thành một cái sự lựa chọn cho mọi người. Tuy là các bạn thấy được là nếu có được cái sự chấp nhận của chính phủ, có được cái sự chấp nhận của thị tài chính thì điều đó có thể nhiều bạn nói là đi ngược lại với cái tiêu chỉ ban đầu của Bitcoin Nhưng mà đối thuận thì tôi nghĩ chúng ta cần phải nhìn vào là cái sự đánh đổi đó có hợp lý hay là không Thôi thì bây giờ vẫn ủng hộ là Bitcoin trở thành một công cụ của thị trường tài chính trở thành một cái loại tài sản mà được nhiều người công nhận. Đây mới là cái xu hướng phát triển kế tiếp của Bitcoin. Và các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới. Và nếu như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là tham gia vào những cái sàn như là SnapX. Các bạn có thể điền đơn để đi được tham gia vào group nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí. Hay là tham gia vào sàn Binance thì bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay những sàn khác như là Bybit, Coinbase Creamy Tunnel và BlockFi Đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm và rủi ro cho nên không phù hợp Mình nhưng mà mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao Và thân thuận các bạn cũng đã biết là chỉ thích đầu tư dài hạn và trung bình giá mà thôi Và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như các bạn thích cái video này hay là bạn thích những cái video tương tự Thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và thuận xem gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn